muốn hỏi cái gì ấy thì cô gắng hỏi vào đầu giờ nha. Vì sau độ khoảng 9 giờ là cô phải sang khoa thì cô lại lại phải bật bằng bằng ấy đấy. Bằng 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 điện thoại ấy, cô vào chat bằng điện thoại thì lúc đấy ồn ào lại khó hỏi cô ấy. Thì tốt nhất là đầu buổi ấy là các em vào giúp cô đi, các em xong các em muốn hỏi han cái gì thì chúng ta sẽ vào hỏi từ đầu buổi nha. Đợi cô tí sao đấy, khởi động lại xem nào. Cô đang khởi động lại cái cam rồi nào. Nào các em ơi, cô cho mình quay lại, quay lại. Thì hôm nay là nội dung của chúng ta là tiếp tục với cái phần mã đường. Nào, mã đường. Như vậy là để cô nói, cô nhận nói lại này, cái khái niệm này thì hôm trước là chúng ta đến cái loại mã đường hình như là unipolar rồi đúng không ạ? Unipolar. Thế thì nói về nguyên tắc của mã đường tức là gì? Tức là với quá trình AD của chúng ta xong rồi. Quá trình AD tức là chúng ta đã làm tín hiệu số rồi. Như vậy cái nhiệm vụ tiếp theo đấy là gì? Sử dụng các cái mức điện áp khác nhau để biểu diễn cho các cái bit nhị phân 1001 đó. Thì cái khái niệm đấy gọi là mã hóa đường. Phải lớp nhé. Và cái việc mà sử dụng các cái nguyên tắc đấy khác nhau thì chúng ta có loại các loại mã đường. Như thế thì các loại mã đường này thì dựa vào những cái yếu tố, những cái chỉ tiêu nào mà người ta lựa chọn. Ví dụ hệ thống số người ta đang lựa chọn cái loại mã như thế này, là mã đơn giản này, ví dụ như unipolar chẳng hạn. Thì vì sao nó lại chọn? Thì tức là khái niệm chúng ta so sánh các ưu nhược điểm của các loại mã. Thì ở đây cô đang đưa ra các em nhìn này, chúng ta đã phân tích được một số những cái chỉ tiêu này để có thể đánh giá kéo dài cho phần đằng sau. Thì có 7 cái yếu tố cơ bản. Yếu tố thứ nhất là thành phần một chiều DC không mong muốn. Bởi vì có thành phần một chiều DC thì nó sẽ bị chặn lại khi mà đi qua kết nối AC và nó gây ra méo xung, đúng không? Tiếp theo đấy là băng thông. Băng thông của bản thân cái loại mã này. Các em nhớ này, trong khái niệm ở phần chương 2 khi chúng ta nói đến cái phân tích giữa miền thời gian, miền tần số, chúng ta có định nghĩa về bệ độ rộng phổ. Độ rộng phổ hay là bề rộng phổ. Nhưng mà bề rộng phổ chúng ta nói là gì? Nó là cái khoảng mà cái phổ của nó chiếm ở trên thang tần số. Nhưng vậy thì bản thân cái nguyên tắc tạo mã này, khi mà tôi phân tích cái tín hiệu đấy của anh ta bên miền tần số và cái khoảng chiếm của anh ta bên miền tần số thì nó cũng gọi là bề rộng phổ hay là băng thông, nhớ chưa? Không có là nó nghe xa lạ, nhưng thực ra nó là cái gì? Nó là cái khoảng chiếm trên thang tần số. Thì băng thông ở đây đối với bản thân các loại mã thì càng nhỏ càng tốt. Yếu tố thứ ba là tỷ lệ lỗi bit bơ, bơ càng nhỏ càng tốt. Bởi vì sao? Bơ là tỷ số bit lỗi trên tổng số bit truyền. Như vậy tức là càng nhỏ càng tốt. Tính trong suốt tốt, vì sao? Thể hiện cho cái khả năng là một bit, một nhóm các bit của các ký tự khi mà anh ta gửi đi thì anh ta đến được nơi nhận, tức là không thất lạc, tức là cái khả năng đấy gọi là xuyên suốt hay là trong suốt, em nhớ không? Tiếp theo đấy là cái khả năng khôi phục tín hiệu đồng hồ. Thì rõ ràng các em biết rồi, các cái quá trình thực hiện của chúng ta, ví dụ như quá trình lấy mẫu, nó được thực hiện tại các cái thời điểm tương ứng với số nguyên lần của chu kỳ lấy mẫu, tức là tại cái NTS. Như vậy tức là nó phải có cái việc là gì ạ? Cái tín hiệu đồng hồ để cho nó có thể sử dụng tại các cái thời điểm đúng với là cái chu kỳ lấy mẫu. Thì cái khái niệm này chúng ta gọi là khôi phục tín hiệu đồng hồ, gọi là sync clock. Như vậy có là tốt. Đúng không? Tiếp theo là khả năng phát hiện lỗi. Khả năng phát hiện lỗi ở đây là do bản thân cái loại mã đó. Cái loại mã đó, cái nguyên tắc tạo mã đó làm cho anh ta khi mà anh ta bị lỗi anh ta cũng phát hiện ra được không? Chứ đây không phải là mã kênh để mà chèn bit mà phát hiện sửa sửa sai đâu nhé. Đây là khả năng do cái thuật toán của cái loại mã đường này. Tiếp. Đơn giản trong việc thực hiện mã hóa và giải mã. Đơn giản thì rõ ràng là gì? Tức là về phần cứng, tức là anh ta càng đơn giản, tức là giá thành của anh ta càng giảm thôi. Đương nhiên trong các yếu tố này cô cũng nói rồi, nó không thể được tất cả mọi yếu tố cả, tức là bao giờ nó cũng ta cũng phải dung hòa, các yếu tố sẽ là mâu thuẫn và nó phải dung hòa, và nó sẽ tùy thuộc vào hệ thống mà nó lựa chọn cái loại nào, cái mã nào. Thì có hai loại chính,
Đấy là ERZ và NRZ, tức là gì? Tức là loại mã trở về không ERZ và loại mã NRZ tức là không trở về không. Như vậy, không trở về không tức là nó giữ cái mức điện áp trong cả cái độ rộng của một ô bit. Tôi lấy ví dụ, tôi đang có bit 1 đây, thì cả độ rộng nó là V1. Còn đối với ERZ thì nó sẽ chỉ có lấy cái mức điện áp đấy trong một nửa ô bit thôi, còn một nửa ô sau là nó đưa về điện áp tham chiếu. Nó gọi là ERZ, tức là trở về không. Thì hai anh này thì nó lại cái nguyên tắc mà sử dụng các mức điện áp nó lại còn có ba loại, đưa ra cho chúng ta ba loại nữa. Đấy là gì? Đấy là unipolar. Đấy là polar. Đấy là bipolar. Tương ứng chúng ta gọi nó là mã đơn cực, mã cực và mã gì ạ? Đảo dấu luân phiên hay là giả ba cực tính. Cái lớp nhé, đây là ba cái loại mã này. Unipolar, polar, bipolar. Thì trong ba anh này nó lại có các loại, đấy là ERZ và NRZ. Thì anh ta có hai loại này thì cái đặc tính của anh ta khác nhau như thế nào? Thì đây, cô đi vào luôn. Một anh đã. Anh một, unipolar. Unipolar. Thì cái nguyên tắc tạo mã của unipolar nó rất đơn giản. Đơn giản thể hiện là bit 1 thể hiện mức điện áp là V. Bit 0 thể hiện mức điện áp là 0V. Bit 0 là 0V. Nhớ chưa? Thì trong unipolar thì anh ta cũng có RZ và NRZ. 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 Nhưng mà các em thấy này, bản thân cái việc là cái nguyên tắc tạo mã của anh ta đối với các bit 1, bit 0 như thế này là làm cho nó đã bản thân nó đã có tín hiệu, nó đã có thành phần một chiều rồi. Đúng không? Bởi vì nếu mà số có bit 0 thì nó đều là 0V cả, còn có bit 1 thì V V, tức là kiểu gì thì anh ta cũng có thành phần tồn tại thành phần một chiều. Đấy là một trong những cái thông số gọi là nhược điểm, tức là không mong muốn. Thì chú ý này, một cái tính chất trong cái việc phân tích tín hiệu giữa miền thời gian và miền tần số chúng ta đừng quên. Cô vẫn nói đấy rồi. Đấy là gì? Cái cặp biến đổi giữa hàm break. Break đây này. Tức là sum vuông này. Cô đang nói một sum đơn nhé. Còn dãy tính sau. Break này. Thì các em thấy là phép biến đổi Fourier cho chúng ta là hàm sin C. Phải không? Hàm sin C, hàm sin C như này. Như vậy cái tính chất này của ông ta giúp chúng ta phát biểu thành là gì? Trong phân tích tín hiệu chúng ta thấy này. Rect tức là tín hiệu này anh ta có độ rộng là hữu hạn. Sin C này tức là chúng ta nói rằng tín hiệu này là độ rộng của nó là vô hạn. Hay ta gọi nó là trải rộng ra vô hạn. Vậy đúng không? Sin C là nó là mặc dù biên độ của thằng này nó tiến tới không khi mà thằng này tiến tới vô cùng. Nhưng mà vô cùng có nghĩa là anh ta đã trải rộng ra vô hạn rồi. Cho nên ta nói này. Hữu hạn miền thời gian thì vô hạn ở bên miền tần số. Ngược lại, vô hạn ở miền thời gian thì sẽ hữu hạn bên miền tần số. Đấy là tính chất. Thế thì bản thân cái loại ERZ và NRZ cũng vậy. Thì nếu mà xét ở miền thời gian, đây là một cái mức điện áp và nó là hàm break. Và các em thấy là độ rộng của thằng NRZ thì anh ta gấp đôi thằng ERZ. Đúng không? Độ rộng thằng này lớn hơn thằng này. Bởi vì thằng này nửa ô là nó đã về tham chiếu rồi. Như vậy chắc chắn rằng tôi xét về phổ, tức là bản thân anh này khi phân tích bên miền tần số thì cái bề rộng của cái thằng NRZ sẽ phải nhỏ hơn so với RZ. Lớp nhá, cái tính chất đấy là hoàn toàn là chúng ta đã nhận xét được rồi nhờ cái việc là miền thời gian và miền tần số. Như vậy các em nhìn hình A và hình B, cứ để cái nguyên tắc vẽ sum kia chưa chưa vẽ vội, cứ để đấy đã. Bây giờ nhìn sang hình A và hình B cho cô. Thì dựa vào hình A và hình B từ sau khi cô nói thì các cái anh loại mã khác cũng tương tự như vậy để các em có thể nhận xét. Thì đây nó chính là phổ của hai loại mã unipolar NRZ và RZ. Nhưng mà các em nhìn vào cái đặc tính này các em thấy này. Chúng ta sẽ nhận xét nó dựa vào các cái tham số là 7 cái chỉ tiêu vừa rồi đấy. Một, nếu như tại F0, à tại không chứ không nói tại F bằng 0, chứ không phải nói tại F0. Tại F bằng 0 các em thấy có biên độ khác không, có nghĩa rằng có tổng thành phần một chiều. Như vậy, loại mã unipolar,
NRZ và RZ có thành phần một chiều nhược điểm. Vì nguyên tắc tạo mã tôi cũng đã nhìn thấy rồi chứ chưa, không phải tôi đang nói phân tích trên phổ của nó nữa, đúng không? Như vậy tóm lại có thành phần một chiều. Thứ hai, băng thông thì của loại NRZ thì nhỏ hơn và thậm chí là nhỏ một nửa so với RZ. Như vậy thằng NRZ là ưu hơn rồi, đúng không? Tiếp nữa, đối với thằng RZ, em nhìn thấy tại F0, biên độ của anh ta khác không? Tức là chúng ta nói rằng là anh ta có khả năng khôi phục tín hiệu đồng hồ. Được chưa? Và hai loại mã này thì anh ta có cái gọi là tính đơn giản của nó, cho nên nó có cái nhược điểm đấy là không có khả năng phát hiện lỗi. Vì là đâu có biết bit 1 và bit 0 khi mà nó bị sai đâu. Không có khả năng phát hiện lỗi. Ở lớp nhá, mã này rất đơn giản. Đấy là không có khả năng phát hiện lỗi. Thì những cái ý vừa rồi đấy thì cũng đã được cô cũng gửi lên trên slide này để cho các em nhìn thấy và các em có thể đọc lại một lần nữa. Đấy là những cái đặc tính. Cô trò mình đi sang cái loại 2, 2. 2. Đấy là polar, mã polar. Vậy trước hết là unipolar, bây giờ sang polar. Polar. Mã polar. Polar thì cái nguyên tắc tạo mã của anh ta cũng rất đơn giản thôi. Bit 1 sử dụng mức điện áp cộng V. Bit 0 trừ V. Bạn lớp biết đi, tóm tắt vào. Bit 1 cộng V, bit 0 trừ V. Gọi là mã cực, lưỡng cực. Bit 1 cộng V, bit 0 trừ V. Thì thực ra cái tính chất đơn giản của cái thằng hai cái thằng này này, vì do nó đơn giản, em nhìn không, do nó rất là đơn giản cho nên là rõ ràng là cái phần cứng của nó thì là đơn giản rồi, và thứ hai nữa là vì nó đơn giản cho nên nó đang được ứng dụng cho các mạch số cả lớp nhé, đang sử dụng đây cho các cái mạch số. Thì các em nhìn vào để so sánh hay nói khác là nhận xét dựa trên 7 cái yếu tố cơ bản mà lúc nãy chúng ta vừa mới nói, thì cái anh polar này nó cũng tương tự như đối với anh unipolar, nó cũng có những cái tính chất tương tự như lúc nãy chúng ta vừa nói, và cả hai loại này đều không có khả năng phát hiện lỗi cả, vì khi mà nó có nhầm lẫn giữa bit 1 bit 0 thì đâu có biết, không có khả năng phát hiện lỗi. Mình nghe chưa, cả hai đều không có khả năng phát hiện lỗi. Và nếu như khi mà so sánh thì ở trên này cô cũng đang đưa ra cái việc so sánh giữa hai cái loại đấy là polar và bi và unipolar, tức là mã lưỡng cực và mã 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 đơn cực đi ạ. Mặc dù là anh ta cũng có những tính năng tương đồng nhưng mà chúng ta cũng có so sánh được và các em thấy là nó cũng có những ưu và những có những nhược. Ví dụ đối với ưu thì rõ ràng đối với loại mã lưỡng cực polar ấy thì là cái gì, thì là với cùng cái tỷ số bơ thì người ta thấy là cái yêu cầu công suất đối với cái anh polar ấy, thì nó sẽ nhỏ hơn so với là mã đơn cực unipolar. Đấy, hay là quay lại lại là nếu mà như vậy thì nó lại có nhược điểm là đối với mã polar thì nó là phải dùng hai nguồn nghiền, đấy là nguồn cộng trừ, tức là nguồn lưỡng cực cộng trừ, đúng không? Trong khi đấy thằng unipolar thì nó chỉ dùng có một nguồn thôi, đấy là cộng V thôi. Đấy, thì như vậy là nó cũng có cái ưu và cái nhược. Cô trò mình đi sang anh thứ ba. Ba. Nào, thì sang đến bipolar, lớp ơi, bipolar. Bipolar còn gọi là mã đảo dấu luân phiên. Bipolar còn gọi là mã AMI. AMI tức là mã đảo dấu luân phiên. AMI còn gọi là mã đảo dấu luân phiên. Bipolar còn gọi là mã AMI đảo dấu luân phiên. Ở lớp nhá. Hay còn gọi là giả ba cực tính. Giả ba cực tính. Giả ba cực tính vì sao?
Bởi vì ở đây nó sẽ sử dụng là cộng V trừ V và không vôn. Nó gọi là giả ba cực tính. À. Thì ở đây bắt đầu với bipolar thì bit 1 sử dụng là cộng trừ V luân phiên đảo dấu. Luân phiên đảo dấu. Em ghi tóm tắt đi cho dễ đọc. Luân phiên đảo dấu. Còn bit 0 thì sử dụng mức điện áp là 0V. Luân phiên đảo dấu. Như vậy, các em thấy này. Đối với thằng bipolar bắt đầu đã có khả năng phát hiện lỗi rồi. Vì sao? Nếu như mà anh vi phạm cái việc là luân phiên đảo dấu này thì nó sẽ phát hiện ra lỗi. Đúng không ạ? Nếu mà anh vi phạm cái việc là đảo dấu luân phiên này thì anh ta sẽ bắt đầu phát hiện ra lỗi rồi. Cho nên đối với thằng bipolar là có khả năng, bắt đầu có khả năng phát hiện lỗi. Cả lớp nhá, bắt đầu có khả năng phát hiện lỗi. Đúng chưa? Và các em nhìn này, cái nguyên tắc mã hóa đảo dấu luân phiên này nó cũng giúp cho cái bipolar này này là nó sẽ không còn thành phần một chiều như hai loại trên nữa đâu. Vì sao? Vì đối với thằng trên nha, bit 1 là cộng V, bit 0 là 0. Thằng thứ hai này cộng trừ thì không biết 1 với 0 thì nó không nhúng nhau. Không bằng nhau. Đến sang cái thằng này thì bit 1 thì bản thân nó đã cứ đảo luân phiên cộng trừ rồi. Như vậy có nghĩa rằng đối với loại mã này một trong những cái ưu điểm so với anh này nó chính là không có thành phần một chiều. Thì các em nhìn này. Để so sánh bipolar của NLZ và RZ các em nhìn thấy. Thứ nhất không còn thành phần một chiều. Em nhìn em tại gốc á, không rồi. Thứ hai là băng thông của hai loại mã này nhỏ. Đúng chưa? Băng thông của anh này nhỏ. Nhưng mà cái việc là cái nhược điểm của anh ta có khả năng phát hiện lỗi nữa rồi nhé. Cái nhược điểm của cái loại mã này này, nhược điểm. Nhược điểm. Nhược điểm đấy là gì? Đấy là cái việc nếu như xuất hiện một loạt các bit không liên tiếp, một loạt các bit không liên tiếp, nếu mà xuất hiện một loạt các bit không liên tiếp, nếu xuất hiện một loạt các bit không liên tiếp, ví dụ tôi có này 10000011 chẳng hạn. Như vậy nếu mà đối với bipolar nguyên tắc mã hóa của anh ta là gì, giả sử đây là cộng V thì đây là 000 đến đây và đây là trừ V rồi lại cộng V, đây là cô đang vẽ theo cách là RZ. Như vậy là đối với cái anh này trừ V một nửa ô thôi xong trả về mức điện áp tham chiếu. Thằng này là cộng V thôi, trong lại trả về mức điện áp tham chiếu. Em nhớ chú ý chưa? Như vậy thì cái việc mà xuất hiện một loạt các bit không liên tiếp này này, nó làm cho mất tín hiệu đồng hồ, dễ mất tín hiệu đồng hồ. Dễ mất tín hiệu đồng hồ. Dễ mất tín hiệu đồng hồ của lớp nhé. Nó làm cho dễ mất tín hiệu đồng hồ. Nghe cô nói. Nó làm cho dễ mất tín hiệu đồng hồ. Dễ mất tín hiệu đồng hồ. Do đó người ta đưa ra các cái loại mã để khắc phục cái anh này. Đưa ra các cái loại mã gọi là cải cải tiến hay là cải thiện, cải tiến. Hay nói khác là khắc phục cái nhược điểm này. Và các cái loại mã đó thì chúng ta xét ở đây đấy có hai anh. Một đấy chính là loại mã Manchester. 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 Loại thứ hai là loại HDB3. HDB3. Em nhìn này. Manchester và HDB3. Được chưa cả lớp? Như vậy để khắc phục. Khắc phục hay nói khác là để loại bỏ được cái nhược điểm đấy của cái loại mã bipolar thì chúng ta xét sang đấy là Manchester. Còn nhìn tờ giấy của cô được không đó? Manchester. Thế mình còn nhìn tờ giấy của cô không? Thao ơi còn thấy tờ giấy không? Có. Manchester này. Thì Manchester cái nguyên tắc của anh ta là gì? Bit 1 ấy thì sẽ dùng cái mức điện áp này cộng V trong 1 phần 2 ô bit đầu. Trừ V trong 1 phần 2 ô bit sau. Nguyên tắc của nó. Ô bit sau. Còn bit 0 này thì trừ V trong 1 phần 2 ô đầu, ô bit đầu. Còn cộng V trong 1 phần 2 ô bit sau.
lớp ạ. Đấy là Manchester. Như vậy bản thân trong cái việc là gì, cái nguyên tắc mã hóa của nó trong từng bit thì nó đã làm cho cái việc là đảo dấu giữa cái mức điện áp cộng và trừ V này rồi. Như vậy thì chắc chắn là Manchester sẽ không còn cái thành phần một chiều đâu, chắc chắn là như vậy, không còn cái thành phần DC, chứ tôi còn không cần nhìn, người ta đã biết là cái nguyên tắc mã hóa của anh ta như vậy, nó sẽ không còn thành phần một chiều nữa, nó không có thành phần một chiều các bạn. Thì Manchester ấy không có thành phần một chiều, nhưng mà nó lại bị nhược điểm ở đấy, đó là gì, đấy là cái băng thông của nó lại lớn, cái em nhìn nó 2F0 rồi cả, băng thông của nó lớn. Và ngoài ra nữa là đối với cái nguyên tắc mã hóa của Manchester này thì nó cũng có đâu có khả năng phát hiện lỗi đâu, không có khả năng phát hiện lỗi, không có khả năng phát hiện lỗi, không có khả năng phát hiện lỗi nhá, không có khả năng phát hiện lỗi. Và thực ra là băng thông của nó cũng hơi bị lớn, băng thông lớn hơn, tức là so với những trường hợp kia băng thông lớn, không có khả năng phát hiện lỗi, em thấy không? Và cô trò mình đi vào cái anh cuối cùng nhưng mà cũng phức tạp nhất, đây chính là HDB3. HDB3, HDB3 còn gọi là loại mã bipolar mật độ cao. HDB3 còn gọi là loại mã bipolar nhưng mà mật độ cao. Lớp HDB3. HDB3 là loại mã bipolar mật độ cao, nó gọi là như vậy. HDB3. Như vậy thì cái từ mà mật độ cao của nó ấy, thì thực ra thì nó cũng đúng là xuất phát từ cái tên gọi của nó thôi. Đấy là gì ạ? Mật độ bipolar. Mã bipolar mật độ cao. Như vậy nó khắc phục như thế nào? Thứ nhất, chúng ta muốn nói này, HDB3 khẳng định đầu tiên là anh ta thuộc loại bipolar LZ á. Thuộc loại bipolar LZ. Thuộc loại bipolar LZ. Thứ hai, anh ta khắc phục bằng cách gì? Bằng cách là bây giờ nếu mà tôi gặp 4 bit không liên tiếp là 0 0 0 0, 4 bit không liên tiếp, thì thay vì đối với bipolar thì nó sẽ giữ cái mức điện áp 0V, nhưng đối với HDB3 thì nó sẽ mã hóa thành hoặc là 0000V hoặc là B00V. Và một trong hai anh này là nó kiểm tra thỏa mãn cái điều kiện, đấy là số bit B giữa hai bit V liên tiếp phải lẻ. Như vậy các em thấy không? Cái nguyên tắc mã hóa của anh ta rất chặt chẽ, rất là phức tạp. Rồi cô chỉnh lại cái cam đúng Nó cứ cái kiểu nó cứ, cứ, cứ tự nó xoay, nó hơi bị nóng quá. Rõ không? Đây, tức là gì? Cái số bit B giữa hai bit V liên tiếp phải là lẻ. Cái nguyên tắc mã hóa của nó rất phức tạp. Em nhìn, bởi bản thân nó đã thuộc bipolar, tức là nó đã đảo dấu luân phiên rồi, nghĩa rằng nó có những cái ưu điểm của bipolar nhưng nó lại khắc phục được bipolar nữa, cho nên là cái loại mã này này là cái anh mà chất lượng nhất đấy cả lớp nha. Thì nếu như mà thực ra trước đây là cô cũng rất mong muốn là cái lịch thực hành của chúng ta lùi lại đến khi cô dạy được cái phần mã đường này đây này, thì là cô sẽ cho các em tự viết cái đoạn code để cho cái thuật toán của cái loại mã này. Bởi vì các em thấy không, cái việc này tức là khi các em viết thuật toán là nó phải lồng rất nhiều những cái vòng for và cái lệnh if vào trong này. Đây, kiểm tra 4 bit không, nếu như 4 bit không thì như này, thỏa mãn như này. Ngoài ra nữa, nếu như không có 4 bit không thì sao, thì là bipolar, tức là đảo dấu luân phiên. Trong đó bit B là bit tuân theo luật đảo dấu của bipolar. Bipolar. Còn bit V là bit vi phạm của viết tắt. Bipolar, viết tắt là vi phạm. Là viết này là vi phạm. Vi phạm tức là gì? Đối với bit B ấy, thì anh ta sẽ đảo dấu liên tục, tức là cộng rồi lại trừ. Trừ thì cộng. Còn đối với anh vi phạm tức là trước cộng thì sau cũng cộng, trước trừ thì sau cũng trừ, nên gọi là vi phạm.
nha. Rồi, để đây đã. Thì như cô vừa mới nói, đây là một cái loại mã mà phức tạp và anh ta có nhiều ưu điểm. Ưu điểm đấy là gì? Nó có đầy đủ ưu điểm của bipolar đã, có khả năng phát hiện lỗi. Cô xin lỗi. Cô chúc.
Lớp mình ơi, cô xin lỗi các em, quay trở lại nào. Như vậy thì gì ạ? Cô vừa nói đi. Như vậy là tức là bản thân cái bipolar này, HTV3 này, anh ta có đầy đủ những cái ưu điểm của bipolar rồi, nó lại còn khắc phục được cái nhược điểm của bipolar nữa. Cho nên các em thấy này, không có tín hiệu, không có thành phần một chiều. Xong rồi lại gì ạ? Đảm bảo được cái tính trong suốt và gì ạ? Không bị là gì mất sung clock và lại khả năng phát hiện lỗi rất lớn. Nhưng là anh ta lại bị cái nhược điểm đó là gì? Đấy là đương nhiên là thuật toán phức tạp thì phần cứng tức là nguyên tắc mã hóa và giải mã là gì? Không đơn giản chút nào cả, đúng không ạ? Đấy, thì là đấy là những cái so sánh. Thì ở trên slide tiếp theo đằng sau này này, cả lớp nhìn này, thì cô đã đưa ra đây để giúp cho chúng ta nhìn lại một cách gọi như là tổng quát hơn. Tức là các cái anh mà cô trò mình vừa xét đấy và đưa ra đây thì nhìn trên các cái yếu tố và dựa vào 7 yếu tố mà cô trò mình nói lúc nãy đấy. Thành phần DC, rồi là khôi phục đồng hồ, có khả năng khôi phục tín hiệu đồng hồ không này, có khả năng phát hiện lỗi tức là thể điện đây là tự tách lỗi đấy. Rồi là băng thông của anh ta lớn hay nhỏ này, rồi là có thành phần DC không tức là kết đi qua kết nối AC đấy. Rồi có tính trong suốt không? Thì đấy là những cái mà cô đã đúc kết lại ở trên cái slide này để giúp cho chúng ta có cái cách để chúng ta so sánh giữa các loại mã đó. Và bây giờ cô sẽ cho chúng ta một dòng bit. Đấy là một chuỗi bit của PCM ra. Bài tập. Cô cho chuỗi bit. Đây. Cái gì? À, đây. Giả sử ví dụ như vậy. Thôi được rồi, từ từ đây nữa. Đây. Đây không. 2 3 4. Rồi. Nào. Cả lớp có nhìn thấy tờ giấy của cô chưa, trên trên bàn không ạ? Thao ơi, Hoa. Dạ vẫn Rồi, có ạ. Cô vừa nào mới chỉnh lại em cái hoạt tính ghi, rồi đấy. các em ghi đi. Các em ghi chuỗi bit nào. Cô dịch đi một tí sao cứ thấy nó cứ quay. Chuỗi bit cho dòng chuỗi chơi là cho chuỗi bit PCM ra này. Các em hãy dùng cái chuỗi bit này của cô. Các em thực hiện. Đầu tiên là viết dưới cái dạng mức điện áp đã của các loại mã chúng ta đã học, sau đấy thì vẽ dạng sum sau. Nhưng nếu như mà chúng ta đối với hai loại unipolar ấy, mà đơn cực với lưỡng cực, nếu mà nó dễ quá ấy, thì cứ để đây đã. Em tập trung vào cho cô là bipolar nha, bipolar trong nội dung ở đây này, còn sau là về làm tiếp này, và HDP3 ở đây cho cô nào, tập trung vào bipolar và HDP3 cho cô nha. Rồi thời hạn là 5:30 nha. Tập trung cho cô hai cái thuật toán viết vào trong vở luôn đi. Em chụp lại cái ấy đi, chụp lại cái dòng viết của cô vừa đưa đi, ghi vào trong vở đi. Xong đấy để cô sạc cái điện thoại cái. Em ghi đi. Ghi vào nha. Nhanh thật đấy các em ạ. Quay đi quay lại mà hết kỳ rồi. Ôi, đợt 20 tháng 10 đấy cô ở 29 tháng 18 tháng tháng 11 đấy cô không nhận bằng tiến sĩ à cô? Không. Cô không học lên à cô? Ừ. Đợt này có cô Thảo với Cô cô không. Hà. Hôm qua Dạ hôm qua em thấy em đấy. tưởng em không thấy tên cô em thấy lạ lạ tưởng cô. Cái gì lạc lắm à? Bây giờ cô già lắm rồi, cô ngại lắm Học với cô sợ gì. cô học đi cô, rồi. có 5 năm như vậy mà. Em thấy cô Hà cũng vẫn đang học mà cô. 5 năm qua. Wow, xong rồi chứ, học gì xong rồi mà. Thế là em thấy cô Hà vẫn học thì cô vẫn học được mà. Đấy, phải trước đây phải 5 6 năm rồi. Tức là nếu mà đã làm thì phải làm sớm hơn nữa ấy. Dạ. Chứ bây giờ và như này là phải là ngoài 50. Ừ.
Mấy ông giáo sư tiến sĩ toàn ngoài 50 mà cô sợ gì. Đấy là giáo sư tiến sĩ em ơi, từ cái lúc bước tiến sĩ đến đằng kia nó còn xa vời lâu lắm em. Hôm trước em vừa mới thấy có ông nào 89 tuổi nhận bằng giáo sư tiến sĩ của trường đại học gì em quên mất. Thế Cô làm không đều hiểu là gì. giờ rét hết ạ. À, LZ cũng được. Thôi tóm lại là làm LZ hết đi. Cái thằng bipolar thì nó có hai loại, nhưng thằng HDV3 là chỉ có LZ thôi đấy. Vâng. Ừ, làm thế như nhá. Cô tắt cái màn hình, cô tắt cái cam nhá. Vâng Em ạ. ghi vào đi đã, cô tắt cái cam.
Hãy subscribe.